Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Bị mắng, bệnh nhân tâm thần sống trại, Lệ Quyên đáp gắt, còn tung clip với con trai dằn mặt. Lệ Quyên đã có màn đáp trả cực gắt với cư dân mạng chỉ trích mình bằng lời lẽ kém duyên. Mới đây trên trang cá nhân của mình, lệ quyên đã đăng tải hình ảnh diện bikini bé tẹo teo đây là hình ảnh được lâm bảo châu ghi lại trong một chuyến du lịch nghỉ dưỡng sang chảnh của cặp đôi tại mỹ sau vóc chuẩn chỉnh của lệ quyên nhận về nhiều lời khen ngợi đến từ công chúng tuy nhiên cô đã nhận lời bình luận kém duyên từ cư dân mạng người này viết bệnh nhân tâm thần sống trại hành động này đã khiến lệ quyên không khỏi bức xúc và nhanh chóng lên tiếng nữ ca sĩ thẳng thắn phản pháo cực gắt thương chị sao lại khốn khổ thế này ạ à? không vì lời lẽ này làm buồn bã lệ quyên còn khoe cả clip phối hợp nhảy cùng con trai cưng hai mẹ con nữ ca sĩ vui vẻ thể hiện một vũ điệu cực nhịp nhàng nhóc tề anthony ngày càng điển trai và dàn dĩ, thần thái lẫn khả năng cảm nhạc của cậu bé không hề kém cạnh người mẹ ca sĩ của mình tẹo nào lệ quyên và con trai nhảy cực sung lệ quyên đu trên cùng con trai tính cách nhóc tỳ khiến nhiều người bất ngờ hiếm hoi lên sóng cùng mẹ con trai lệ quyên nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng trên kênh TikTok cá nhân, mới đây Lệ Quyên đã đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nữ ca sĩ cùng cậu con trai. Đu trên nhảy múa trên nền nhạc khá viral những ngày gần đây. Trong clip, hai mẹ con nhà Lệ Quyên xuất hiện với trang phục đơn giản. Dù đã bước sang tuổi U50, nhưng nữ ca sĩ vẫn khiến người đối diện không khỏi trầm trồ trước sắc vóc ngày một thăng hạn. Hiếm hoi lên sóng nhảy múa cùng mẹ, con trai Lệ Quyên khiến nhiều người không khỏi bất ngờ trước ngoại hình cao lớn phỏng phao. Hai mẹ con của Lệ Quyên khiến người xem thích thú khi phối hợp vô cùng nhịp nhàng với nhau trong từng động tác, tạo nên một màn đua trên đầy ăn ý. Đoạn clip nhảy múa của Lệ Quyên cùng con trai thu hút lượng tương tác lớn trên mạng xã hội, với phần bình luận đông đảo cư dân mạng không khỏi bất ngờ trước nét tính cách hướng ngoại, năng lượng khi nhảy múa của con trai Lệ Quyên. Nhiều ý kiến đã bày tỏ sự ngỡ ngàng khi trước giờ họ cứ nghĩ cậu bé là một người trầm tính, nhưng sự thật hóa ra không phải như thế bởi nếu theo dõi lệ quyên đã lâu nhiều người cũng biết rằng con trai của nữ ca sĩ khá ít nói cũng như hiếm khi xuất hiện nhảy múa cùng mẹ nên nhiều người đã nghĩ rằng cậu bé có tính cách hướng nội nhưng khi đoạn clip này được đăng tải thì có lẽ nhiều người đã phải thay đổi suy nghĩ Trước đó, Lệ Quyên đã đăng tải lên kênh TikTok đoạn clip cùng con trai nhảy múa trên đoạn nhạc Đừng quay mặt đi, gây bão suốt thời gian qua. Đây cũng là lần hiếm hoi con trai của Lệ Quyên cùng mẹ thực hiện các trào lưu thịnh hành trên mạng xã hội. Xuất hiện cùng Lệ Quyên, con trai nữ ca sĩ có phần hơi ngượng ngùng nhưng vẫn cố gắng hợp tác cùng mẹ. Màn kết hợp lần đầu tiên của hai mẹ con khiến người xem vô cùng thích thú vì rất đáng yêu. Dưới đoạn clip, nhiều người đã dành lời khen ngợi cho sự trẻ trung của Lệ Quyên và diện mạo của cậu con trai. Đáng chú ý, một số ý kiến còn cho rằng con trai Lệ Quyên trông rất có nét giống với Lâm Bảo Châu. Đừng quên theo dõi tin mới nhất để cập nhật những thông tin mới nhất. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.